đây là nhân vật chính của chúng ta toju cậu đã được nhập học vào một học viện ma pháp miễn học phí và còn có phòng riêng cho mỗi người vừa vào trường thì cậu đã làm quen được với một cô bạn và cùng cô đến buổi khai giảng cả hai đều đến đây một mình nên chẳng có nhiều thông tin lắm về trường cô sau đó đã tự giới thiệu bản thân là imaji thông báo về lễ khai giảng đã được nhắc lên nên cả hai cũng nhanh chóng đi đến tất cả học sinh đều tập trung về đây và chủ tịch của trường đã thông báo việc chọn lọc như sau đó là hãy ghi nhớ người ngồi cạnh vì người đó sẽ là đồng đội, và yêu cầu chọn lọc được đưa ra là phải đánh bại người đồng đội đó. 10 phút mà chưa xong thì cả hai đều ra về. Imaji không chấp nhận việc này nhưng chủ tịch cho rằng trường cần những chiến binh có thể sinh tồn được qua những trận chiến kéo dài. Tozu muốn đổi đồng đội nhưng chủ tịch không cho. Imaji cũng cảm kích cậu vì đã có ý tốt nhưng giờ thì chẳng còn đường lui nữa. Từng người một đã bắt đầu rút vũ khí ra. Cả khán phòng sau đó đã thành một chiến trường. Imaji cũng buộc phải lấy vũ khí ra vì cô có mục tiêu cần làm ở ngôi trường này. Cô không chần chừ mà lao đến buộc Tozu phải né đi. Cậu liên tục né ra rồi giữ tay Imaji lại. Cậu sẵn sàng nhường cô thắng nhưng cô không chấp nhận chiến thắng này. Một lưỡi dao bay đến buộc Tozu phải lấy ra chiếc khiên để chặn. Cậu không có vũ khí mà chỉ có mỗi chiếc khiên. Cậu cho rằng bản thân có vẻ là trường hợp đặc biệt. Imaji vẫn sẽ không bỏ cuộc dù có được cậu cứu nhưng cậu giờ đã nhớ ra lý do bản thân muốn mạnh lên nên đã dùng khiên hất bay kiếm của imaji và lao đến một đấm hạ gục cô thời gian đã hết nên imaji cũng chấp nhận kết quả mà ra về cô bất ngờ vì không ai bị thương nhưng vì vũ khí tạo nên từ linh hồn nên chắc là không tổn hại đến cơ thể cô biết lúc cuối cậu đã cố ý nương tay đơn giản là vì đòn đó là từ tay chứ không phải vũ khí nên có thể tổn hại đến cô imaji muốn cậu hứa một chuyện là trừ cô ra thì cậu không được nương tay với bất kỳ ai cô sau đó đã ra về và tô du vô tình gặp lại đứa bạn cũ năm xưa là tô gia cậu ta biết từ giờ họ sẽ là vật thí nghiệm cho chủ tịch vì cô ta là người đã đưa họ một cái ống gì đó để tiêm vào và rồi có năng lực lúc đến lớp ai nấy đã bắt đầu làm quen nhau và cô gái tóc trắng đây khiến tô du sực nhớ là có gặp lúc sáng cô đến ngồi cạnh cậu và cứ nhìn chằm chằm tô du khiến cậu tự hỏi là cô có quen cậu hay không định hỏi thử thì cô lại quay mặt đi cậu vừa quay đi thì lại bị nhìn Giáo viên của họ sau đó đã đến và cô chỉ nói bản thân là thỏ. Cô thỏ muốn cả lớp giới thiệu bản thân và ta chỉ cần để ý cô bạn Tô cùng Mi Gia Bi đây. Tô Du thì được cô thỏ cho biết cậu là trường hợp cá biệt và đang được các giáo viên bàn tán gần đây. Còn cô gái ngồi cạnh cậu thì tự giới thiệu cô là Julie. Cô thỏ sau đó đã phát thẻ học sinh và thẻ này có thể dùng như thẻ tín dụng mà tiêu xài. Ngoài ra còn có cơ chế bắt cặp giúp những học sinh có thể sống chung với nhau vì khi tốt nghiệp thì họ sẽ làm trong quân đội và sẽ phải làm việc theo cặp. Các cặp sẽ được quyết định vào cuối tuần nên giờ họ sẽ sống theo cặp tạm thời với người ngồi cùng bàn. Tô Du không chịu vì cậu không thể ở chung phòng với gái. Tối đó, Tô Du qua ở ké phòng Tô ra thì bị cậu ta đuổi đi. Cậu đành nhẫn nhịn về phòng và không biết nên chào hỏi ra sao. Cậu vừa mở cửa vào thì phòng khá tối nên nghĩ là Julie hẳn là cũng lo lắng nên đi kiếm phòng khác để ở. Nhưng đột nhiên cô từ phòng tắm đi ra và mặc có mỗi chiếc sơ mi. Cô gọi đây là đồ ngủ và cả hai tạm thời ngồi lại để nói chuyện. Cô thấy hứng thú với Tô Du và đã để ý cậu cả ngày nay. Cô tiến đến gần và nói là thấy thích chiêu đấm của Tô Du và muốn học. Nhưng chiêu đó gây khá nhiều sức ép lên cơ thể nên cơ thể Julie có thể sẽ không chịu được. Cô thấy hơi tiếc và cũng hơi buồn ngủ và ngủ luôn. Cậu đã phải đưa cô về giường và biết mọi chuyện có vẻ sẽ bắt đầu từ bây giờ. Đêm đó, Tô Du không ngủ được nên dậy pha trà uống. Julie cũng thức giấc nên ngồi uống trà chung với cậu cả hai quyết định sẽ giúp đỡ nhau đến khi cặp đôi chính thức được công bố sáng hôm sau tô du thức dậy thì thấy julie lại ngủ cạnh cậu cậu giật mình nhưng julie không hề có phản ứng gì về việc ngủ chung lúc đến căng tin ăn sáng tô du lại nghe thêm lời đồn vì cậu vừa là đứa dị biệt xài khiên vừa là người duy nhất bắt cặp với người khác giới nhưng tomoe và Zabi là hai người chịu tìm đến ngồi chung và bắt chuyện với cả hai tomoe phàn nàn về bữa ăn thiếu cân đối của tô du vì chỉ ăn mỗi thịt Mizabi thì hơi ngại trước con trai và Tô Du thấy cô khá giống Julie hôm qua. Lý do cả hai đến tìm nhóm Tô Du là vì lo cho cả hai vì khác giới ở chung cũng khá bất tiện. Nhưng Julie lại ổn vì đêm qua được Tô Du ôm ngủ. Tomoe e đỏ mặt rồi chửi Tô Du là biến thái. Ở lớp, cô thỏ đã dạy họ biết khái niệm về sức mạnh trong cơ thể. Chỉ một phần một nghìn người là phù hợp được với năng lực. Và người có năng lực mà sử dụng được vũ khí. Vũ khí thường là thứ đơn giản nhưng đôi khí cũng có trường hợp đặc biệt như của Tô Du. Cậu cố giải thích về vụ sống chung này thì ai cũng cười, còn Tomoe có vẻ tức giận. Julie không hiểu cậu có vấn đề gì với Tomoe thì cậu đã giải thích cho cô hiểu hơn về việc hồi sáng cô nói. Cậu nhận thấy cô chưa hiểu rõ lắm tiếng Nhật nên cô cũng cho biết bản thân học thêm tiếng Nhật từ mẹ và viết thì vẫn còn chưa tốt lắm. Cô thỏ sau đó cũng giải thích thêm về việc năng lực sẽ có rất nhiều cấp độ khác nhau, càng luyện tập thì sức mạnh sẽ càng được cải thiện. Đến cuối năm sẽ có một nghi thức thăng hoa và nếu không luyện tập đủ thì sẽ không được lên cấp và nếu sau một âm không lên cấp được thì sẽ bị đuổi học. Ai nghe xong cũng tối tăm mặt mày nên cô thỏ quyết định cho họ đi đấu tập. Tomoe sau đó đã đến xin lỗi Tô Du vì hiểu nhầm lúc sáng. Cậu muốn cô đứng lên vì như này sẽ khiến người khác hiểu nhầm. Cô thấy bản thân làm khó cậu thì lại xin lỗi thêm. Vừa đứng dậy thì vấp tên và cả hai cứ quấn lấy nhau không đứng lên được. Julie còn tưởng cả hai đang tập khóa cơ thể. Tomoe và Julie sau đó đã thử đấu tập và trình độ võ thuật của cả hai cũng không phải dạng vừa. Tô Gia cho biết Tô Moe là hậu nhân của trường phái võ cổ truyền, nhưng Julie đánh ngang ngửa được thì cô cũng không phải tầm thường. Tô Du không muốn tìm hiểu thêm vì cả hai sẽ chỉ là một cặp cho hết tuần và cậu muốn Tô Gia làm cộng sự hơn. Tô Gia không ưa kẻ yếu nên cả hai cũng sẽ tỉ thí một trận xem thử. Hai cô gái đã đấu tập xong và Julie cũng muốn thử với Mizabi, nhưng kỹ thuật của cô không được tốt. Họ xem qua trận của Tô Du thì cậu và Tô Gia cũng có thể xem là ngang trình. Tối đó Cậu đã hỏi thử Julie về võ thuật của cô thì cô nói là tự học. Và cô cũng thấy ấn tượng với kỹ thuật của cậu nên cậu cho biết bản thân và Tô ra từng học ở võ đường và cố ganh đua nhau để vươn lên. Những ngày sau đó diễn ra rất vui vẻ, học ở lớp, ăn trưa cùng nhau, tập luyện và chạy đua cùng nhau. Tô Du cũng chỉ dạy Julie thêm về chữ viết. Cậu đã chờ Julie về chung vì cậu thấy bản thân không thể bỏ rơi cô. Tô Du cũng nhắc cậu bạn nộp đơn vào ngày mai. Trên đường về, cậu có cảm ơn Julie vì một tuần vừa qua. Cậu có hỏi về người Julie sẽ chọn làm cộng sự thì cô định hỏi Tomoe. Cả hai sau đó đứng ngắm hoa anh đào và Julie nhớ hôm khai giảng thì cậu cũng có đứng ngắm cùng cô. Và cô hy vọng cả hai sẽ còn có dịp ngắm tiếp sau này. Đêm đó, Tô Du thấy Julie lại lên giường cậu ngủ. Cậu nhận thấy Julie rất cô đơn khi khóc và nhớ về bố trong lúc ngủ. Sáng hôm sau, cậu đã cùng Tô ra đi nộp đơn thì hơi đông nên đành quay lại sau. Cậu thấy Julie đang hỏi ý Tô Moe nên hy vọng cô sẽ không cô đơn nữa. Chiều hôm đó, hai thanh niên quay lại nộp đơn thì thấy Tomoe đi chung với Mizabi. cậu hỏi về Julie thì cô nói bản thân đã từ chối nên cậu cũng xin lỗi Toza. Toza hiểu cho cậu và để cậu đi tìm Julie. cậu tìm khắp nơi nhưng không thấy đâu. lúc đến tháp đồng hồ thì có tiếng chuông gió nên cậu đã leo lên và gặp cô ở đây. cậu hỏi cô lý do cô bị từ chối mà không nói thì cô sợ phiền đến cậu. nhưng Du đã ngỏ lời muốn cô làm cộng sự chính thức. Toza sẽ hiểu cho cậu. Tomoe hiểu lầm thì họ sẽ giải thích cậu sẽ dạy thêm cho cô và quyết định sẽ trở thành tấm khiên cho cô. Cả hai đã nắm lấy tay nhau và rồi đọc lời tuyên thệ y như lời thề trong đám cưới. Tối đó, cả hai đã có thể chứng nhận là công sự chính thức. Đêm đó, Tô Du lại phát hiện Julie lên ngủ cùng. Cô cho rằng bản thân thấy cậu như bố nên cậu đành để cô ngủ chung một đêm nữa. Sáng hôm sau, cô thỏ thấy ai cũng đã có cộng sự chính thức. Cô cho biết sắp tới sẽ có một cuộc đấu sinh tồn giữa các tân học viên, ai nấy sau đó đã đi luyện tập. Toju và Julie thì cũng phải luyện tập chăm chỉ và vì chưa quen với cái khiên nên Toju thấy bản thân di chuyển còn khá vụng về. Cậu thấy tình hình mà cứ thế này thì cuối tuần đấu tập sẽ không ổn. Cô đã chỉ cậu cách để vừa dùng khiên thủ và vừa dùng chiêu để tấn công, cậu làm thử và khá ổn. Nhưng chiêu này sẽ gây thương tổn lên cơ thể người dùng lần người chịu đựng nên cậu không muốn dùng nhiều. Chiều hôm đó, Toju thấy Mizabi đang cố tập luyện đến mức ngất đi. Cậu đã cõng cô đi và khi tỉnh thì cô cứ vùng vẫy nên cậu đã cố giữ đến khi cô bình tĩnh cô đang muốn luyện để mạnh hơn và không làm vướng chân tô mô e cô không giỏi bất cứ thứ gì nhưng khi tương thích với sức mạnh thì cô khá vui nhưng cô vẫn thấy bản thân không thể so lại được với ai cậu thừa nhận cách cô cố gắng là tốt và sẽ có hiệu quả nhưng đừng cố đến quá sức như vậy thì sẽ chỉ khiến luyện tập phản tác dụng đêm đó tô du mơ thấy thảm kịch năm xưa của gia đình cậu thì giật mình tỉnh dậy đến chiều ngày diễn ra buổi đấu tập cô thỏ sẽ nhắc lại luật của cuộc đấu họ sẽ đến phía bắc sân trường và gọi sức mạnh để đấu trực diện Tô du muốn nhắc lại về chiến thuật nhưng Julie cho rằng cứ gặp ai là đánh hết cho nhanh. Trên đường đến điểm cuối thì cả hai đã bắt gặp nhiều đội khác nhau, và lần lượt từng đội đều bị Toju và Julie đánh bại, một người thủ một người tấn là gần như quá hoàn hảo. Sau khi nghỉ chân thì cả hai thấy nhóm nào cũng có lối đánh riêng và còn một tiếng nữa mới hết giờ nên cả hai sẽ đi tìm thêm người để đánh. Cả hai vào một tòa dinh thự thì chạm mặt đối thủ nặng ký đầu tiên là Tomoe. Cô chào hỏi cả hai bằng một đòn và cố tình làm vậy vì biết Tô Du sẽ cản được. Cô bắt đầu tấn công bằng dây xích và ngăn cả hai tiếp cận. Trường phái của cô có nhiều loại và sở trường của cô là vũ khí tầm xa kiểu này và võ thuật. Cô bắt đầu nghiêm túc hơn và ném dây xích ra dài hơn và bật vào bốn mặt tường để khiến đòn khó đoán hơn. Mizabi thì cầm thương lao đến từ phía sau, Tozu sẽ lo phía sau. Cậu lấy khiên ra đỡ đòn và bị đẩy lùi một đoạn trước khi Mizabi kiệt sức. Cậu thấy cô đã làm tốt nhất có thể nên giờ chỉ cần cố luyện tập thêm là được. Còn Julie thì liên tục chặn được đòn từ dây xích và rồi tiếp cận được Tomoe. Cô nhận thua và ra về với Mizabi. Vẫn còn thời gian nên cậu muốn đấu với nhóm Toza. Nhưng đột nhiên có tiếng hét đằng kia nên cả hai đã chạy đến và thấy nhóm Toza đã gục ở đây. Cô thỏ thì ở phía sau. Toza đã nhắc cậu để ý phía sau. Và cô thỏ đã suýt chém chúng Tozu. Cậu vẫn dính đòn và bị thương. Cô thỏ cho cậu biết nếu vũ khí bị dùng vào mục đích xấu thì việc gây sát thương lên cơ thể thật là có thể. Cô thỏ cũng cho cậu biết nếu vũ khí bị phá hủy thì sẽ ra sao. Cô thử luôn với tô ra và khiến cậu ta đau đớn dữ dội. Vũ khí bị phá sẽ tổn thương đến linh hồn và nhẹ thì bất tỉnh. Nặng thì mất mạng, cô thỏ có nhiệm vụ xử lý những người có tiềm năng nhất. Cả Julie và Tô Du hợp sức cũng đánh không nổi vì cô thỏ quá nhanh. Cả hai phải thay phiên nhau tấn công và chặn đòn để tránh cô thỏ tập trung vào xử lý một người nhất định. Cô thỏ cho rằng kẻ yếu thì nên chết đi khiến cậu nhớ lại ký ức đen tối. Cậu tung ra cú đấm kia thì cô thỏ né được vì cậu tụ lực quá lâu, cả hai liên tục bị cho ăn hành. Cả hai biết đánh như này thì sẽ chăng bao giờ thắng được và họ cần đòn tất sát. Tô Du một lần nữa đứng ra chặn đòn và khiêu khích cô thỏ tấn công và khiên. Cô quyết định chặt đôi cái khiên thì cậu đã ra hiệu cho Julie đổi chỗ. Cô vào chặn thay và để Tô Du tung đòn. Cô thỏ vẫn thấy quá chậm nhưng cậu đã đấm thẳng vào kiếm cô và cảm ơn vì bài giảng ba nãy, sáng hôm sau. Cả hai đã có thể về nghỉ ngơi và Tô Du thì bị thương nặng ở tay vì dùng hậu quả đi kèm của chiều lúc tối. Cô Thỏ thì bị bắt rồi và cậu không biết ý cô Thỏ là gì khi nói đây là công việc. Cậu vẫn thấy khó khăn với chấn thương nên Julie cố giúp và rồi ngã ngã lên người cậu. Hai cô bạn vừa vào thì lại hiểu lầm. Đêm đó, giấc mơ ấy một lần nữa ám ảnh Tô Du. Cậu muốn Julie cứ ngủ tiếp còn cậu sẽ hóng gió chút. Cô thắc mắc về người tên Otoha mà Tô Du nhắc đến trong mơ. Cậu muốn trả thù người đó nên cô cũng cho cậu thấy vết thương sau lưng cô và cô cũng đang đi trả thù như cậu. Sáng hôm sau, Tô Du đã thức giấc và có vẻ chuyện của Julie hồi tối là thật. Vừa đưa tay ra thì cậu đã đặt nhầm lên người Julie. Cô giữ tay lại và tỉnh giấc khiến cậu hoảng mà té ngã. Cậu cố xin lỗi thì cô cũng không trách vì đêm qua cô đã hơi cô đơn mà mò lên giường cậu. Cả hai đã đến trường thì gặp lại hai cô bạn. Đến lớp thì thấy Tô ra cũng đã bình phục. Cậu ta không biết sao Tomoe biết chuyện này thì chính cô và Mizabi đã quay lại để cứu cả bốn người họ về. Cứu chữa, Tô ra lần đầu tiên cúi đầu cảm ơn khiến Tô Du thấy bất ngờ. Họ không hiểu sao cô thỏ lại như vậy và có thể họ sẽ không còn gặp lại nữa. Nhưng cô vẫn đi dậy nên cả nhóm kéo nhau ra ngoài hỏi chuyện. Cô thỏ cho rằng nếu họ muốn biết thì hỏi hiệu trưởng cho nhanh. Chính hiệu trưởng đã thuê cô thỏ và việc vừa rồi của cô thỏ là để nâng cao khả năng của cả nhóm lên. Cách thức không quan trọng miễn là có được kết quả. Hiệu trưởng cũng quyết định cho cả sáu thang cấp. Tô Du biết đây là cách hiệu trưởng bịt miệng họ. Họ bị ép phải tiếp tục học như chưa biết gì. Cô Thỏ đã dạy cho họ biết về việc lên cấp thì sức mạnh sẽ được tăng lên. Khi đối đầu thì hơn một cấp vẫn sẽ có thể đánh được nhưng để ao đến hai cấp thì tốt nhất là bỏ luôn đi vì có mơ cũng đánh không lại. Đột nhiên một cô gái tiến vào và đến tìm Tô Du. Cô muốn cậu đi theo và cô Thỏ cũng cho phép cậu bỏ tiết. Tô ra muốn biết cô ta là ai thì cô ta cũng giới thiệu luôn bản thân là Lilith. Tô Du không muốn ảnh hưởng lớp nên đi cùng Lilith luôn. Cô đưa cậu đến một buổi uống trà và ngỏ lời mời cậu làm cộng sự cho cô. Vì cô cũng là một trường hợp đặc biệt như cậu. Cô có thể làm mọi thứ mà không bị luật lệ trói buộc. Nhưng cậu từ chối thẳng vì bản thân sẽ không bỏ cộng sự là Julie. Và nghe theo cách Lilith nói thì cậu càng không thích cô và chấp nhận làm cộng sự với cô. Tối đó, cậu bị cô thỏ phạt vì trốn tiết. Cậu sau đó về tắm cho khỏe người rồi lại cùng Julie uống trà. Cô muốn ngủ chung nữa thì cậu lấy kỳ nghỉ sắp tới để rủ cô đi chơi đâu đó. Cô đồng ý đi và cũng muốn mua thêm ít đồ cho mùa đông. Cậu nghĩ là đánh lạc hướng thành công nhưng cô vẫn mò lên giường để ngủ chung. Vài ngày sau, cậu và Julie đã lên đường đi chơi và trước đó thì đã có hỏi ý Mizabi về nơi nên đi. Cậu muốn rủ cô đi chung thì cô đã có hẹn với Tomoe. Chí ít thì cậu cũng có đủ thông tin về những nơi đáng chú ý để rủ Julie đi chơi. Lúc đến khu mua sắm thì cậu muốn Julie bám sát kẻo lạc. Vừa nói thì cô đã bị đám nhóc đẩy ra xa. Tô Du kịp đến níu lại và Julie đã nắm tay cậu để đỡ lạc. Cả hai trông giống như một cặp đôi đang đi hẹn hò. Lúc vào tiệm quần áo thì Julie đã đi thử nhiều bộ và bộ nào Tô Du khen là cô lấy hết. Đồ sẽ được ship về trường nên cả hai đi dạo thêm vài nơi nữa. Cả hai lại đi chơi những nơi khác. Julie cứ bị đẩy ra xa là Tô Du lại đến giữ lại. Cả hai sau đó đã đi ăn kem vì đây là một nơi mà Mizabi gợi ý cả hai đút cho nhau ăn như một cặp và tô du vì miễn cưỡng nên thấy xấu hổ tràn trề cậu nhận ra julie đã say vì cậu lấy kem vị rượu rum thấy cậu gần gũi với julie thì hai cô bạn đang trốn đằng kia bắt đầu hiểu nhầm cả hai bị một đám loi choi gạ gẫm cả hai đã bỏ đi thì bị chúng làm phiền thêm nên tô du đã đứng ra đuổi julie cũng chạy đến và cũng khá say chúng nghĩ cậu đang giao ai thì lilith đã đứng từ xa và lấy súng bắn vào chúng khiến chúng bất tỉnh hết Tô Du nhận ra cô và thấy lý do cô được gọi là đặc biệt vì vũ khí của cô là dạng súng. Cậu sau đó kể lại cho hai cô bạn về vũ khí dạng súng kia. Julie không hiểu sao có thể tạo ra vũ khí phức tạp như súng thì cậu mới thấy đó là lý do cô được gọi là ngoại lệ. Cậu thấy Lilith lại nghỉ học. Cô lúc này đang tư tưởng về việc có Tô Du làm cộng sự. Vì cô muốn làm ra cặp đôi đặc biệt của học viện. Cả lớp Tô Du sau đó đã đi học bơi. Và nhờ đã lên cấp 2 nên sức mạnh của 6 người nhóm Tô Du đều tăng lên từ tốc độ nhanh hơn thể chất mạnh hơn. Tới người tự ti như Mizabi cũng mạnh hơn hẳn và Tô Du cho rằng cô nên tự hào vì cô cố gắng không ngừng và có thể lên cấp hai chiếc biết bao nhiêu người. Tomoe và cô Thỏ cũng thấy cậu nói đúng. Họ sau đó có để ý thấy Julie định bơi thì chìm nghỉm bên dưới. Tô Du phải nhảy xuống cứu và đúng là Julie không biết bơi vì ở quê nhà không có. Ai cũng bất ngờ vì Julie cũng có thứ không giỏi. Tô Du đã đưa cô một chiếc khăn để giữ ấm nếu không sẽ bị ốm. Lúc giải lao, Julie có nhờ cậu lần sau hãy giúp cô tập bơi. Cậu muốn cô về lớp trước và đến chỗ của Lilith để hỏi cô lý do không lên lớp thì cô đã hoàn thành chương trình học từ lâu. Cậu muốn biết thêm về vũ khí dạng súng của cô thì cô sẽ chỉ nói nếu cậu chịu đi chung. Một chiếc trực thăng ngay lập tức xuất hiện để đưa cả hai đi. Cô thỏ lúc này lại cay cú khi Tô Du một lần nữa bỏ tiết. Tô Du được đưa đến một công viên giải trí. Cô rất muốn đến đây từ lâu, thấy cô quá khích khiến Tô Du cũng thấy ngại. Nhưng cô thì mặc kệ mà ôm lấy tay cậu kéo đi. Cả hai đi chơi tàu lượn, đi gặp người hóa trang và rồi chụp ảnh. Lilith thì thích thú và chạy nhảy liên tục còn Tô du thì đuối sức về cả tinh thần lẫn thể lực. Cô vẫn muốn đi chơi bắn quái vật nữa nên Tô du lại phải chiều. Nhận thấy kỹ thuật bắn súng của cô khá tốt thì cô cho biết bản thân từ nhỏ đã thích việc đi săn và khám phá về súng nên cô xem súng như một phần linh hồn. Cậu cũng hiểu ra lý do bản thân dính phải cái khiên là vì mong muốn được bảo vệ người khác. Lúc ra về, cả hai thấy pháo hoa đã bắt đầu được bắn lên. Cậu giờ mới hỏi lý do cô dùng vũ khí trước mặt nhiều người thì cô chỉ đơn giản là muốn cậu thấy vũ khí của cô ra sao. Cậu rất vui khi thấy cậu cũng giống cô và cô tin cậu sẽ là người hiệp sĩ để đồng hành với cô. Lilith một lần nữa mời gọi cậu nhưng cậu đã nói gì đó khiến cô phải bỏ tay xuống. Cậu sau đó đã về lại ký túc thì nhận thấy đã quá giờ giới nghiêm, nhưng Julie vẫn chờ cậu trên kia. Cậu đã nhảy lên và cùng cô né khỏi tầm nhìn của quản lý. Cậu thú nhận bản thân đã đi với Lilith và được mời để làm cộng sự. Nhưng cậu vẫn đã từ chối vì cậu đã thề với Julie là luôn ở bên cô nên Lilith đã tức giận mà tắt cậu vì cậu đã từ chối cô đến hai lần. Cậu xin lỗi Julie vì lần trước đã giấu, nhưng cô chọn tin vào Tô du. Cả hai sau đó cũng cố để về phòng trước khi trời lạnh hơn. Mizabi lúc này khá lo vì không biết Tô Du về chưa, sáng hôm sau. Cậu lại bị phạt chạy và chạy xong thì cô thỏ mới cho cậu vào lớp. Cô cho biết họ sắp được cho đấu với những học viên năm 2, cả lớp sẽ đấu với một nhóm học viên của năm 2. Cả lớp được cho đi xem và cô thỏ cho biết họ đừng nghĩ có số lượng áp đảo hơn là dễ ăn vì năm 2 cũng toàn người cấp 2, cấp 3. Nên họ phải có chiến lược thì mới đánh được. Ai nấy đều phấn khích mong được giao lưu võ nghệ thì Tô Mô E muốn những đứa bạn nhớ đến chiến thắng của lớp đầu tiên. Đột nhiên Lilith tham gia vào và tuyên bố mình cô sẽ chấp hết những năm 2 ở đây. Chẳng mấy chốc thì toàn bộ đều đã bị bắn hạ. Cô tuyên bố bản thân sẽ là thử thách cho các năm nhất và mục tiêu của cô vẫn là nhắm đến Tô du. Cuộc đấu sau đó đã được tổ chức ở trong một tòa nhà tam tối. Toàn bộ năm nhất đã mai phục ở mọi ngóc ngách, nhưng Lilith thì hiên ngang xuất hiện giữa tất cả và bắn hạ mọi kẻ mà cô thấy. Bí quá làm liều nên họ quyết định tổng tấn công, nhưng kết quả vẫn là ao trình và người tiếp theo cô chạm mặt là Toju. Cô thấy vui vì chạm mặt cậu và muốn bắt đầu luôn. Cậu muốn nói trước vài câu và lời cậu muốn nói là xin lỗi vì đã từ chối lời mời của cô. Cậu muốn bản thân có thể nhẹ nhõm hơn và chiến đấu với cô bằng toàn bộ sức mạnh và rồi làm bạn. Cả hai đã bắt đầu và giữ khoảng cách với nhau. Tô Du thấy cô cũng chơi lớn khi thuê cả khu này. Nhưng cô thích ở đây hơn là đánh ở trường. Tô Du đã dùng khiên để dần dần tiếp cận Lilith. Tomoe từ trong bóng tối ném xích đã để gây chú ý và tạo cơ hội cho cậu bạn cơ bắp lao từ trong bóng tối ra. Lilith đã né kịp và nhảy xuống bên dưới. Cô đề cao kế hoạch của cả nhóm nhưng nếu căn giờ tốt hơn thì đã thành công. Lilith đi dọn nốt những người khác và để cả nhóm lại sau cùng. Cả nhóm sau khi chấn chỉnh lại thì đã bắt đầu lên kế hoạch mới. Họ xác định vị trí của Lilith và sau đó lên kế hoạch bám theo và chia ra để phục kích từ mọi phía. Tô Du cùng Julie và cậu bạn cơ bắp Tatsu sẽ đi vào bằng đường chính. Đang bình tĩnh để xác định vị trí của Lilith thì cô ngay lập tức cho Tatsu lên bảng với kỹ năng ngụy trang. Tô đã phải lao vào cận chiến. Cô vừa đẩy ra thì đã giả bắn rồi sút ngã Tô để dùng cậu như bàn đạp mà nhảy lên. Julie cố bám theo nhưng cầm song kiếm thì vẫn không thể đánh lại võ thuật của Lilith và rồi bị cho một đòn văng đi. Tomoe đã phải lao ra đưa Julie đi để né khỏi phát bắn ngay sau đó. Cả nhóm đã tạm thời họp lại và Lilith vẫn đang cố để tô du lại sau cùng. Tomoe thì đã dính đạn sau pha vừa rồi nhưng cô vẫn tự tin là bản thân ổn. Cô biết Julie đang phiền muộn gì đó vì Julie cầm song kiếm và đòi hỏi phải giữ bình tĩnh và lao vào chuẩn xác nhưng cô lại chưa thể hiện được chính xác. Họ sau đó đã nghĩ ra một chiến thuật khác và điều này sẽ nhắm vào sự tự cao của Lilith. Julie đã tìm đến Tô Du để thừa nhận việc cô đã lo lắng và sợ Tô Du sẽ chọn Lilith sau cuộc chiến này, nhưng cậu đã chọn cô thì sẽ không từ bỏ lời thề. Lilith đột nhiên tìm đến và cô thấy cả hai tình cảm không đúng chỗ. Tí nào, Tô cũng nấp sau kia và buộc phải ra mặt. Cả Tô và Julie đã cùng nhau lao đến và thay phiên nhau tấn công, mục đích cũng là để Tô Du lao đến. Nhưng Lilith phản ứng kịp và cho cậu một viên, nhưng cậu đã đưa cô đến đúng vị trí và tung một đấm phá hủy vị trí đứng của Lilith cô buộc phải nhảy lên không thì Mizabi lao ra với cây thương. Ngay lúc cô đang né thì Julie đã lao đến dứt điểm thì Lilith kịp quay lại và cho cô một viên. Cô cho rằng Tozu đã sai khi nghĩ cô cần phải nạp lại đạn, nhưng Julie đã bật dậy và dứt điểm. Cô đã mang theo vũ khí của Tomoe để chắn đạn. Và Tô Du không hề quên mà cậu biết được điều đó lúc cô xử bốn tên lần trước. Cô vẫn chưa nhận thua nên Tô Du sẽ là người quyết chiến sau cùng. Đột nhiên cậu bị bắn bởi ba kẻ mặc áo giáp chiến đấu. Chúng muốn đưa Lilith đi gặp ông chủ cô từ chối thì ăn đạn. Tên dẫn đầu đã nhanh chóng tiếp cận Mizabi và dùng cô để uy hiếp rồi đưa Lilith đi. Tozu và nhóm bạn đều quyết tâm cứu Lilith về nên họ đã đi chặn đầu ba tên kia. Tozu sẽ không bỏ Lilith đến khi cả hai có thể đấu một trận tử tế với nhau, cậu đã đấm xuống mặt đất một cú. Tên dẫn đầu nghĩ là chẳng có gì xảy ra thì đột nhiên cả khu đã bị phá vỡ. Đám kia thì rơi từ trên cao xuống và bị Julie cùng Tô ra xử ngay trên không. Tô Du thì bắt lấy Lilith và rồi cùng cô khai hỏa xử nốt tên dẫn đầu cả hai sau đó tiếp tục cuộc đấu đang giang dở. Lúc toàn bộ đã về thì tên dẫn đầu kia mới ngoi lên và hắn thông báo cho cấp trên về nhiệm vụ thất bại nhưng chỉ ít chúng đã có thông tin chúng cần. Sáng hôm sau, toàn bộ bạn bè của Tô Du đều đến thăm cậu ở bệnh xá và Lilith cũng đến vì cô cũng đã xem cậu là bạn. Cô chấp nhận để cậu làm cộng sự cho Julie nhưng cô sẽ là người làm vợ cậu trong tương lai. Vài ngày sau, cả lớp của Tô Du được cho đi ra đảo để luyện tập dưới hình thức là đi chạy hè. Trong lúc ai nấy nghỉ ngơi trên du thuyền thì Julie lại có vẻ say sóng nên cần Tô Du ở cạnh chăm sóc. Một lúc sau, hòn đảo đã ở phía trước và cô thỏ cho biết họ sẽ phải bơi từ đây đến đảo và rồi tập trung ở giữa đảo. Chưa kịp để học sinh phàn nàn thì thuyền đã mở ra và hất học viên xuống nước. Tô Du buộc phải cõng theo Julie để bơi vào bờ. Lilith cũng cưỡi trực thăng đến và cô nhảy xuống luôn để đi cùng Tô Du. Lilith nhận ra Julie không biết bơi và chọc cô là gánh nặng của Tô Du. Cả ba sau đó đã nhanh chóng bơi vào bờ. Tô Du thở gấp và cần nghỉ một lúc nên Julie sẽ đi phơi đồ. Lilith thì đã che ánh nắng cho Tô Du nghỉ và muốn được cậu trả công bằng một nụ hôn. Tô Du tỉnh ngang và thấy không cần nghỉ nữa. Nghe tiếng Julie thì cả hai đến và biết gió đã thổi mất quần của Julie đi mất. Trong lúc đó hai cô bạn cũng đã lên đảo và ở gần một thác nước. Mizabi vẫn cứ xem bản thân là gánh nặng buộc Tô Moe phải động viên cô. Cả hai thấy nước ở đây khá tốt và sẽ dùng nó để rửa sạch muối biển. Chiều hôm đó, Nhóm Du đã xác định được đường cần đi và Tozu đã xe áo để quấn vào chân cho Lilith. Đột nhiên cả nhóm bị một đám người mặc đồ đen tấn công. Đám này cũng biết sử dụng vũ khí linh hồn như họ. Còn hai cô bạn bên kia thì cũng đang bị rơi vào bẫy do đám kia tạo ra. Vì có lợi thế địa hình và Mizabi thì bị kẹt nên một mình Tomoe là không chống trả nổi. Mizabi đã ghét phải làm người vô dụng. Cô nhớ đến Tozu và rồi lấy vũ khí ra để lao đến bảo vệ cô bạn. Còn bên Tozu thì vẫn đang gặp khó khăn vì những kẻ này đánh trong rừng và Lilith không thể bắn được. Julie quyết định giúp bằng cách chém sạch cây để tạo khoảng trốn cho Lilith được xả súng thoải mái. Tô Du thì cũng đang rượt đuổi với một người khác thì dính bẫy. Nhưng cậu dùng khiên chắn được cả khúc gỗ và rồi tóm được người kia. Cậu nhận ra đây chính là cô bạn Imaji ngày trước mà cậu đã loại. Cả nhóm sau đó đã được đưa đến trại hè và nơi đây cũng là một chi nhánh phụ của học viện. Cả hai lớp đã cùng nhau tổ chức tiệc tối hôm đó ai nấy đều ăn uống vui vẻ với nhau và Tô Du cũng bất ngờ khi có chi nhánh phụ ở đây, Imaji cũng vậy. Vì lúc cô ra về ngày đó thì đã có người chờ sẵn và cho những người bị loại cơ hội để học ở một chi nhánh phụ bất kỳ. Và quá trình luyện tập dù gian nan và khắt khe nhưng họ đều đã tiến bộ hơn. Julie có đến than vãn về việc đồ ăn hết quá nhanh nên Tô Du cho cô một cây xúc xích. Lilith chạy đến và mang theo hai đĩa rồi nhờ Tô Du đút, nhưng Julie đã đút thay vì không muốn cả hai gần hơn. Cậu thì đến chỗ hiệu trưởng và thấy cô không đến nỗi quá nhẫn tâm nhưng cô chỉ quan tâm việc kiếm ra được tài năng và không cần ai phải cảm ơn. Mizabi thì được nhiều người ngưỡng mộ vì cách cô chiến đấu hôm nay. Vừa đi lấy đồ ăn thì cô gặp lại Tozu và cậu cũng có nghe về cách cô cứu Tomoe ra sao. Cô nhận thấy bản thân luôn được Tozu ở cạnh giúp đỡ và nhờ cậu cô mới vươn lên được như hôm nay. Cô thấy bản thân có lẽ đã yêu Tozu mất rồi. Trong lúc đó, Tên chỉ huy lần trước đã gặp một ông tiến sĩ và hắn sẽ chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công nữa và đám chiến giáp phía sau sẽ là quân đội mà hắn mang theo. Đêm hôm đó, Tô Du vừa mở mắt ra thì cả Lilith và Julie đã nằm cạnh. Cậu hoảng loạn né tránh cả hai thì Tô Moe ghé qua và rồi chửi cậu là tên cầm thú. Sáng hôm sau, cô lại chạy đến xin lỗi vì một lần nữa hiểu nhầm cậu. Còn Mizabi thì thấy họ nên xếp hàng lại trước khi cô thỏ làm ổn lên. Imaji thì vẫn chưa biết gì về cô thỏ nên cứ nghỉ cổ dễ thương. Một tuần tập huấn sau đó đã trôi qua và Mizabi nhờ có cảm giác của tình yêu mà đã vươn lên rõ rệt, chẳng mấy chốc mà một tuần trôi qua. Ngày mai là ngày nghỉ nên cô thỏ cho họ vui chơi thỏa thích. Ai nấy rủ nhau đi tắm còn Mizabi thì hỏi xem ngày mai Tô Du có muốn đi chơi cùng cô và vài người khác thì cậu thắc mắc là đảo này còn chỗ nào đâu mà chơi. Cô cho biết là họ sẽ ra biển chơi thì cậu mới nhận ra, ngày hôm sau, chỉ mình Tô Du ra biển, vì Tô ra thì bỏ đi ngủ, Tát Su thì đi luyện tập. Các cô gái cũng lần lượt tìm đến để khoe đồ bơi, cậu khen hết một lượt thì cô thỏ trách cậu vì bơ cô, nhưng cậu vẫn không ưa cô khiến đòi cho cậu thăng luôn tại đây. Họ sau đó đã cùng nhau đi bơi và chơi đủ thứ trò, từ đập dưa, bôi kem chống nắng và chơi bóng chuyền. Đang rảnh thì Mizabi có rủ Tô du đi bơi nhưng cậu thấy Julie đang tập bơi thì chạy đến vì lo cô gặp chuyện, và đúng là có chuyện khi cô bị sóng cuột vào bờ và để rơi mất đồ bơi trên biển. Tô dụ phải đi nhặt thì Lilith lại giữ cậu lại imaji thấy tozu cũng khá vui vẻ ở trường chính chiều đó cả nhóm rủ nhau đi tắm và trong lúc ai nấy đang quậy thì imaji nhìn ra được việc Mizabi có vẻ thích tozu nhưng đối thủ của Mizabi thì cũng khá nhiều Julie có vẻ nặng ký nhất nhưng imaji nhìn thấy Julie và tozu giống cha con hơn là một cặp imaji cũng từng muốn được bắt cặp với tozu nhưng giờ thì có lẽ cả hai chỉ có thể làm bạn lúc ra về Mizabi có bị chật chân nên Imaji đã gọi cả nhóm đi về trước để chuẩn bị đồ ăn nhằm tạo cơ hội cho cả hai ở riêng. Lilith cũng chấp nhận đi vì ai cũng có cơ hội của riêng mình. Nhưng cô mới là người sẽ chiến thắng. Tozu đã cõng Mizabi đi từ từ và ngắm hoàng hôn. Chân đã đỡ hơn nên Mizabi đã có thể tự đi. Cô đã gọi Tozu đứng lại và rồi nói ra việc cô rất thích cậu. Trong lúc đó, Lilith đã gặp hiệu trưởng và biết tối nay sẽ có chuyện xảy ra. Và hiệu trưởng có ý định để học viên ở cơ sở phụ làm vật thí mạng. Hiển nhiên là Tô Du chưa hề biết việc này Mizabi lúc này đã nói ra lý do cô thích Tô Du. Cô hy vọng được tiến đến với Tô du Nhưng cậu nhìn thấy hình ảnh cô sẽ chết vì sự yếu đuối của cậu thì cậu đã từ chối Cậu khiến Mizabi đau lòng mà chạy đi Đêm đó, Tô du vẫn nằm ở biển thì thấy tiếng nổ ở học viện phụ Đám lính mà tên chỉ huy đó mang đến đang tấn công toàn bộ học viên và chúng không ngại việc nổ súng Những nhân vật chính thì đang phải tập hợp lại với nhau để chống trả Và xem chừng đám này không yếu như mấy tên lần trước Hiệu trưởng và Lilith thấy trường bị tấn công thì mặc kệ, họ cũng biết ai là người đứng sau vụ tấn công và cuộc tấn công này xem ra cũng chỉ là một cuộc chọn lọc. Cơ sở chính cũng bị tấn công, nhưng nếu để yên thì cũng không hay nên cô Thỏ đã phải ra trận. Cô Thỏ được cho một lọ thuốc gì đó và khi ra ngoài thì mới tiêm vào, nhờ thuốc đó mà cô Thỏ bùng phát sức mạnh. Trong lúc đó, các cô gái đang khá chật vật khi bị bao vây, Tô du đã về kịp để trợ giúp họ trong việc phản công. Cô Thỏ cũng xuất hiện và cô không cho đứa nào động đến học sinh cô thỏ đã được phá bỏ giới hạn và một mình quẩy giữa đội hình. Tô Du nhận thấy cô thỏ giờ còn mạnh hơn lần trước. Cô đã dạy thêm cho nhóm Tô Du hai bài học, một là tránh ra nếu không muốn bị thương, và hai là những vũ khí trên cấp 4 thì có thể phóng thích ra năng lực tiềm ẩn. Cô cũng thị phạm cho họ xem và sau đó một mình xử hết toàn bộ đám lính. Tô Du biết lần trước là cô đã nhường. Cô đi kiếm thêm người để đánh còn Tô Moe thì chạy đến báo tin về việc Mizabi đã mất tích còn hiệu trưởng thì nghe tin cơ sở chính đã được một thầy giáo phòng thủ thành công, tên chỉ huy và vài tên khác đã xông vào đây. Lilith đã rút súng ra chống trả, nhưng tên chỉ huy chỉ muốn bắt hiệu trưởng chứ không phải cô nên đã lấy súng ra và cho nổ cả phòng. Nhóm Tô Du phát hiện thì đã chia ra hai nhóm để đi xem trên kia và vừa đi tìm cả Mi vừa chạy lên. Tô Du phát hiện Lilith đã nằm ở đây, Lilith cho biết tên chỉ huy đã bắt cô hiệu trưởng nên muốn cả hai đuổi theo để cứu hiệu trưởng. Cả hai đuổi đến con tàu mà tên chỉ huy đã cướp và được hắn ra tiếp. Cả hai đã cùng nhau lao đến tấn công, nhưng hắn luôn là kẻ trên cơ. Julie một lần nữa lên trước tạo cơ hội cho Tô Du gồng lực và tung đòn. Nhưng cú đấm của cậu chỉ đẩy lùi chứ không gây nổi thương tích cho hắn. Hắn cho Tô Du thấy lý do là vì hắn giờ đã có bộ giáp tân tiến được ông tiến sĩ kia làm ra. Cậu biết cú đấm của cậu thì không nổi nhưng kiếm của Julie thì có thể. Nhưng cậu dù cố tạo cơ hội cho Julie thì cô vẫn không đủ sức để đánh được chúng tên chỉ huy. Cách đánh một màu của Tô Du giờ đã báo hại cậu khi bị tên tóc vàng nhìn thấu và xiên cho cậu một phát vào chân. Julie cũng mất bình tĩnh lao lên để rồi bị đánh gục. Hắn ném con dao vào Julie thì Tô Du đã lấy tay bắt kịp. Cậu quyết bảo vệ cho Julie khiến tên kia nhìn thấy hình bóng của cậu giống ai đó nên đã ném thêm một dao rồi điên cuồng tấn công cậu. Nghe tiếng của Tô Du nên Julie đã tỉnh dậy. Cô nhớ đến cha của mình bị sát hại và rồi một nguồn sức mạnh hắc hóa bao trùm lấy cô. Cô nhanh hơn và sát thương cao hơn cũng như chém xuyên giáp của hắn. Thấy cơ thể Julie cũng bị ảnh hưởng nên Tô Du gọi cô tỉnh dậy. Cô đột nhiên lao đến Tô Du và khi kiếm chỉ cách cậu một khúc thì cô đã ngất đi. Tên kia sau đó vẫn tiếp tục đứng dậy và Tô Du lại lải nhải về việc bảo vệ Julie khiến hắn tức tối phải nói thẳng ra rằng cậu phế đến như vậy thì lấy cái gì bảo vệ người khác. Đúng lúc thì hắn bị bị gọi về và không cần bắt cô hiệu trưởng nữa vì ông ta đã có thứ cần thiết. Hắn hỏi tên Tô Du và cũng nói tên hắn là ca. Lần sau gặp lại hắn sẽ lấy mạng cậu. Lilith và cô hiệu trưởng sau đó đã thử suy đoán về mục đích của ông tiến sĩ trong đợt tấn công lần này. Đột nhiên có điện thoại gửi đến với nội dung mời cô hiệu trưởng tham dự một cuộc họp. Julie lúc này mới kể lại quá khứ của cô cho Tô Du nghe. Trong một đêm tuyết, cha cô đã bị sát hại và kẻ đó cũng là kẻ đã cho cô vết sẹo trên lưng. Cô muốn trả thù và cũng cảm ơn vì Tô Du đã cứu cô, nhưng cậu mới là người được cứu và cậu sẽ cố mạnh hơn để có thể bảo vệ được Julie trong lần chạm mặt tới. Trong lúc đó lão tiến sĩ đã có được Mizabi và ông ta dụ dỗ cô mặc lên người bộ giáp như ca đã mặc. Cả hội sau đó cũng bị ép phải rời đảo dù chưa tìm được Mizabi, nhưng từ lúc về thì Tomoe hầu như thay đổi. Còn Tô Du thì luôn gặp ác mộng vì cậu thấy bản thân là lý do lớn nhất khiến Mizabi mất tích. Ngày hôm sau hiệu trưởng gọi Tô Du đến và đưa cậu một ống tiêm giúp cậu thăng lên bậc 4 và có thể khai phá năng lực tiềm ẩn như cô thỏ lần trước. Cậu thắc mắc lý do chỉ mình cậu được thì cô nói là để trả ơn lần trước và còn vì cậu là kẻ khao khát sức mạnh nhất, tuy nhiên cô chỉ đưa cho Tô Du còn quyền quyết định là của cậu. Cuộc họp sau đó đã được tổ chức ở học viện và các học viên tốt nghiệp đều được gọi về làm bảo vệ an ninh. Tô Du đã gặp Lilith để kiếm thông tin về ông tiến sĩ kia, ông này là Smith, người chủ chốt của một tổ chức quân sự hoạt động trong bóng tối và cuộc họp lần này sẽ gồm 6 người cả 6 đều hướng đến một mục tiêu là tìm ra cặp đôi mạnh mẽ và hoàn hảo nhất. Trong lúc đó ở hội nghị Smith đưa ra yêu cầu với hiệu trưởng là để học viên của cô sử dụng giáp của ông để nâng sức mạnh lên cao hơn. Nhưng cô từ chối thế là Smith đã ra một trò chơi là hai phe sẽ đối đầu với nhau và bên nào hạ hết được địch sẽ đạt được điều mình muốn. Trong lúc đó ở bên ngoài, Mizabi đã trở về nhưng lại đối lập phe với những người bạn. Cô gọi ra bộ giáp giống của tên ca. Cô thể hiện sức mạnh vốn có đã được nâng lên khi hạ bốn học viên tốt nghiệp với một đòn. Ca cho họ biết đây chính là thể hợp nhất giữa người dùng vũ khí linh hồn và bộ giáp của Smith. Có điều chắc chắn là ý thức của Mizabi đã bị khống chế khi cô đánh luôn cả Tomoe. Smith nói ông ta vốn đã nhắm đến Mizabi vì cô là người có tâm lý mỏng manh và dễ bị điều khiển nhất. Cô sau đó liên tục tấn công vào Tozu khi cậu muốn nhắm đến tấn công ca, nhóm bạn cố giúp cũng gần như bó tay. Thấy vậy nên Tomoe đã quyết định sẽ ngăn cô bạn đang lạc lối lại vì cô cũng muốn đòi lại người cộng sự trong đội của cô. Ca cũng bỏ đi để nhắm vào hiệu trưởng nên Tozu đã đuổi theo hắn, Tomoe đã trói Mizabi lại để những người khác đi luôn. Đội quân thiết giáp là vật cản tiếp theo nên Gia và Lilith đã ở lại để cả hai tiếp tục tiến lên. Julie và Tozu vừa mở cửa thì Ka đã chờ họ ở đây vì hắn không nhắm vào ai khác ngoài cả hai. Hắn muốn tính sổ với cả hai vụ lần trước và trên hết là muốn thấy bản mặt thảm hại của Tozu khi không bảo vệ được ai. Trong lúc đó thì Tomoe vẫn cố thông não cho Mizabi rằng sức mạnh đó là sai lầm. Nhưng cô cho Tomoe một đòn và khóc lóc khi cô tìm kiếm sức mạnh chỉ là để được Tozu chú ý. Tomoe cho rằng Toju cũng sẽ không thích nếu Mizabi đi tìm thứ sức mạnh tà đạo này vì cậu. Tomoe hỏi thêm câu nữa rằng Mizabi đã thổ lộ hay chưa thì cô nói bản thân đã làm để rồi bị từ chối vì cô quá yếu đuối. Nhưng Tomoe không cho là vậy vì để thổ lộ được tình cảm thì rất khó khăn mà cô đã làm được nên cô không hề yếu đuối. Tư tưởng của cô dần bị lung lay khiến thiết bị trong đầu dần nứt ra. Tomoe đứng dậy cho cô một cái tát và khiến thiết bị đó vỡ tan. Mizabi đã được trả về lại với cô. Ca không tin được khi Mizabi đã lấy lại ý thức nhưng Tô Du thì đắc chí khi Tô Moe đã làm được. Hắn nói họ đừng vội mừng và ném hai quả bom vào Julie. Cô bị thương nên Tô Du đã phải chạy đến. Hắn thấy đây chính là thứ hắn muốn nên tiếp tục cho nã đạn vào Julie. Tô Du đứng ra đỡ và nhận hàng đóng viên vào người. Julie tỉnh dậy và muốn Tô Du bỏ cô lại nhưng cậu đã hứa sẽ bảo vệ cô bằng bất cứ giá nào nên cậu lấy lọ thuốc hiệu trưởng cho và tiêm vào người. Một ngọn lửa bùng lên đốt hết đạn xung quanh. Ca ức chế nên ra lệnh tấn công nhưng Toa và Lilith đã xong việc và đến trợ giúp. Toju sau đó đã trả lại cho Ca cả vốn lẫn lời khi chặn phát bắn tiếp theo của hắn và chạy lại tặng hắn một cú đấm trời giáng. Đội của Tozu toàn thắng khiến Smith trong kia không thể tin được. Nhưng người ở hội nghị cũng ra về do xem hết trò vui. Smith sau đó đã cay cú và đến đánh đập Ca vì làm ông ta bẽ mặt trước hội đồng. Nhưng Ca giờ không thèm quan tâm nữa. Hắn đâm chết Smith và lấy đi công cụ mạnh nhất của ông ta mang tên là bộ giáp của sự hủy diệt hắn tính sống chết một phen với Tô Du bất chấp cái giá. Nhóm Tô Du vừa định ra về thì bị ca chặn đầu. Tô Gia và Lilith ngay lập tức bị hắn đánh gục. Hắn sau đó lại nhắm đến Julie thì Tô Du đã chạy ra đỡ giúp cô. Hắn giờ đã cải tiến bộ giáp nên gây không ít khó khăn cho cả hai. Ca cho rằng Tô Du sẽ chẳng thắng được khi luôn bị Julie cản trở. Hắn cũng thấy ý kiến về việc phải ở cạnh người khác để mạnh hơn thật nực cười. Ca biết có đánh cả hai cũng chẳng ăn thua khi Tô Du luôn đỡ được nên hắn quay ra tấn công vào học viện. Hắn nhắm đến nơi học viên đang trú ẩn để tấn công nhưng may có cô thỏ kịp thời xuất hiện cứu nguy. Cô thỏ đã giúp một tay nên cả hai tiến lên và dụ ca quay đi hướng khác. Khói bụi bay lên che mắt ca khiến Julie tiếp cận được hắn và chặt mất một súng của hắn. Đổi lại cô cũng bị hắn đâm một phát vào tay. Tô Du chạy đến chỗ Julie thì ca bắn xuống. Cậu dùng khiên đỡ cho Julie từ xa thì ca đã nhân cơ hội móc cho Tô Du một cú từ phía sau. Tô Du gục ngã trong tiếng cười đắc ý của ca. Julie phẫn nộ và lại tiến vào trạng thái hắc hóa. Cô khiến ca phải nao núng với tốc độ cũng như sức mạnh này nên hắn đã phải chạy đi để giữ khoảng cách với cô. Hắn biết chạy không lại nên đứng lại đánh tay đôi với cô và hất bay được một kiếm. Nhưng cô không cần hai kiếm để đánh bại hắn và cho hắn một nhát giữa người. Ca rơi xuống và Julie định kết liễu hắn thì Tô Du tỉnh dậy và chạy đến gọi cô dừng tay. Cô lại quay qua tấn công Tô Du nên cậu dừng rào chắn đỡ lấy. Nhưng cậu hiểu có làm vậy cũng chẳng được gì mà còn khiến Julie nguy hiểm hơn nên cậu đã bỏ rào chắn và để cô chém vào vai. Cậu đồng thời ôm lấy cô và giúp cô nhận ra cậu còn sống mà hết bị hắc hóa. Nhưng cảnh này lại khiến ca nhớ về người anh trai từng hứa sẽ bảo vệ hắn. Và người anh đột nhiên biến mất nên những cảnh tượng này khiến hắn phẫn nộ. Hắn bắn quả laser to vào cả hai. Với sức mạnh tình bạn thì cả hai đã thành công chặn được. Nhưng hắn bắn phát thứ hai thì Tô Du đã chạy đến lấy thanh kiếm của Julie và lao lên chém vào ca. Ca đã hoàn toàn thất bại. Những ngày sau đó nhà trường đã tích cực tu sửa lại cơ sở vật chất. Hồ Kata cũng đến xin lỗi mọi người vì lỗi cô đã gây ra. Cô thỏ giờ thì liên tục bị bám theo do đã ra tay bảo vệ cả ký túc. Sau khi xuất hiện Tô Du được Lilith cho xem thông tin về ca, rằng ca tên thật là Kevin, hắn từng có một người anh nhưng người anh đột ngột qua đời. Kevin đã chìm vào bóng tối để rồi bị bán vào cho Smith. Lilith cũng cho cậu biết hôm nay là ngày Julie xuất viện nên cậu chạy đi vào lại tìm được cô trên tháp đồng hồ. Cô cho Tô Du biết năng lực của cô không phải được tiêm thuốc mà có mà vào ngày bố cô chết thì cô đã tự thức tỉnh được nhưng vì vậy nên cô nhiều lúc sẽ không điều khiển được mà làm hại tô du nhưng rồi một lần nữa tô du sẵn sàng ở cạnh để bảo vệ cô